Đây là khu căn hộ The Dream Home Riverside các bạn. Đây là nhà mẫu. Hiện nay người ta đang làm cái nhà mẫu của dự án này để người ta xây khu căn hộ này. Nằm ở trên góc ngã ba đường Nguyễn Văn Linh với lại Phạm Thế Hiển. Một bên hông là không cần chuồng. Đây. Mình phải quay có cái về chiêm úp chứ. Sao? Thẳng thôi chứ. Thẳng cái kênh như mấy giờ rồi? Đây là mấy cái giải tia inox. Giải tia inox được gắn vào cái hồ này. Sao cái hồ này xấu thế? Cái hồ này xấu vậy? Tại là cái nhà mẫu người ta đang làm, đang đóng trần gạch cao. Hả? Có nước ngập ấy, chỉnh lại thằng. Hồ này làm lại xong đâu. Sân vườn thôi. Đây là cái đài phun này. Hai bên có hai cái đài phun. Xung quanh nhà mẫu người ta trồng tre không? Ở đây thì xung hai bên sân vườn, hai bên nhà mẫu có thể mình sẽ lắp hệ thống tưới tự động như vậy. Đây là một cái hồ nữa các bạn. Ngoài đây là quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh, ở bên đường Nguyễn Văn Linh đi hướng ra quốc lộ 1A. Thì dự án này nằm bên chân cầu Cần Chuộc. Hai bên nhà mẫu người ta trồng tre. Cái hồ phun này sẽ làm 3 kiểu. Hai cái vòng kia ngoài một cái cột nước ở giữa. Đây là nằm dự án nằm trong khu dân cư ở chỗ đường Phạm Thế Hiển. Bên này sông Cần Chuộc. Đây, hai bên là hai cái hồ nó giống nhau. Gắn những cái lún nước phun lên. Bên kia là có một cái nữa,
hai bên đó. Đây là đạo đất để lắp cái đường ống tưới tự động. Đây là cái hồ nữa, hai hồ hai bên đường. Bên này người ta còn trồng mấy cái hàng tre, 4-5 hàng tre. Cây khi mà khách đến đây tham quan một căn hộ thì người ta sẽ vào đây người ta dạo mát quay những thân vườn hoặc là vào đây nghỉ mát nữa. Hàng tre các bạn ơi, đây là trồng mấy hàng tre đây. Vòng mình xem xung quanh nhà căn hộ nhà mẫu này đang trồng tre đấy ha. Hiện tại người ta đang làm cái nhà mẫu để cho khách tham quan để mở bán thôi. Ngày 10 tháng 1 này là mở bán khu căn hộ này để đêm hôm đi vào chai. Đây là cái sau nhà mẫu. Đây là xung quanh nhà khu dân cư ở trong hoàn toàn là nhà cao tầng, nhà đẹp không các bạn? Toàn cảnh cái căn hộ để đêm hôm như cái tay mà đây là hai bên này dọc đường thôi.